Và ở đầu đường bay thì ngay lập tức chúng ta có sự xuất hiện của thành viên bên phía của Origami. Maki. Và cả Maki nữa, đội tuyển vừa có về cho mình được cái top 1. Ở đây thì đang là vị trí của Maki, anh ta cầm cho mình khẩu lục. Và Jet là người có mạng cho tình huống vừa rồi, cầm hoa cài đổi mạng luôn. Thunder bị dù che, anh ta đang cầm cho mình một khẩu súng mà có lẽ là tôi nhìn thấy là nó tương đối là no hope ở đây. Tài con có tình huống vẩy tốt, knock out đi được vị trí của Jem. Tiếp tục là vị trí của Thunder bị bắn. Và trả đam ngược trở lại với khẩu win 94 như thế này, cả tài con và cả vị trí của Thunder. Xem ai là người giành chiến thắng. Còn ở đây thì chúng ta có vị trí của Thanawat với khẩu MK47. Phía bên kia thì đang là hai player phía GE. Rất nhiều những khẩu súng độc và lạ theo phong cách của người Việt Nam và Thái Lan đang được sử dụng ở đây. Tiếp tục là tình huống vẩy tốt đến từ vị trí của Thunder. Knock out và confirm ngay vị trí của Jet. Purple Mood giành chiến thắng và như vậy là Genius dừng lại vị trí top tier thứ 16 trên 16 một cách cực kỳ trong vạch. Như vậy thì ngày hôm nay gần như là Purple Mood họ chưa hề thua bất cứ một cái tiếng eco nào cả. Khả năng combat vẫn là quá ấn tượng tới được đại diện của Thái Lan. Còn Cerberus thì lại đang có một cuộc hùng với đó là đội hình bên phía của Attack on the Round ở tại khu vực Pecado. Bằng hết Pochinki bây giờ đến Pecado và Cerberus thì vẫn đang là những người thua cuộc. Slowzy nằm xuống, Đức Mỹ bị ảo gục và đó là double knockout dành cho Esquiluzia. Chính xác là như vậy. Và tiếp tục có tình huống vẩy K và knock được vị trí của đạp bầu trời đến từ Pháp. Ở đây thì đang là khẩu S12K. Tiếp tục có một tình huống knock out. Và bây giờ thì vị trí của Hoàng anh ta không thể có vấp được. Nhưng đây là một tình huống Mayuko Phoenix đa năng phải dừng lại vị trí top tier thứ 15. Emi với Hoàng khẩu S12K. Đây đúng là độc lạ Việt Nam anh em ơi, chứ không phải là độc lạ Bình Dương nữa. Rất nhiều những khẩu súng như là P1191 này, rồi khẩu hoa cải này, Win94 này, rồi còn S12K. Và đây đó là AK tâm ruồi knock out được người. Người knock đó là vị trí của T-Day Pháp bên phía ở New Generation Esports là người phải nằm xuống. Vừa rồi thì cũng có một chút sự góp đàm đến từ vị trí của Simoy nữa. Tiếng dồn đàm khá hay tới ở trên những cái nền tảng thương mại đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những cái diễn biến tiếp theo. Nó chủ động đẩy rồi, NG đã bắt đầu mất đi cái sự kiên nhẫn của mình. Ngay lập tức Lion là người đầu tiên mở bát khi mạ gục được vị trí của Tân Vũ. Và sau đó thì cũng bắn yếu đi luôn cả vị trí của Hoàng nữa. Nhưng những viên shotgun ở tầm xa này nó chưa gây ra một lượng đàm quá lớn, nhưng nhiều đó là đủ để giúp cho Văn Nghị đem về cho NG điểm gục thứ tư trong 7 phút thi đấu tại map Miramar này. Một pha giao tranh mà bên phía NG có lợi thế về người và họ đã cụ thể hóa bằng những cái điểm hạ gục. Một khẩu shotgun bắn ở tầm xa, tôi nhìn phát đầu tiên anh ta bắn trúng, chỉ lấy được đối phương có 10 máu mà thôi, nhưng lượng máu của đối phương cũng là cực kỳ thấp. Phát sau thứ hai thì cũng đã có mạng rồi. Bây giờ thì Dion, Pháp, Zigu và Văn Nghị đều là các cái player họ cũng đã chơi với nhau rất lâu ở trong cộng đồng PUBG Việt Nam và thực sự cũng đã từng thi đấu trong những cái đội tuyển với nhau rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Zigu không có cả avatar bắn nó bay cả ảnh đại diện. Ok, kìa, khoan đã, Akanzo Predator gặp các thành viên bên phía của Cerberus và ngay lập tức set bên đây cho mình là hai player. Patrick Evra là người bắt được mạng và bây giờ thì hãy cùng xem nào, một cựu danh thủ của MU sẽ làm gì đây. Anh ta bắn yếu thêm được một người nữa bên phía Cerberus và đã bắt đầu sủi. Lượng máu là tương đối thấp, 37/100. Khẩu SLR phía bên kia thì cũng đã hết đạn rồi, chưa thay được. Rồi reload, sau đó thì cố gắng bỏ chạy, không có smoke cover chạy chay. Alibot tới và anh ta cover thành công. Đức Mỹ là người bị knock out tiếp theo. Bây giờ thì Cerberus chỉ còn lại vị trí Solozy mà thôi. Alibot đang cố gắng tắp với theo, nhưng có vẻ như là Solozy sẽ thoát đi thành công. Tino PPT là người tắp knock được vị trí Patrick Eva trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì Agazo Peta cũng đang đứng trước nguy cơ mất người. Họ đang cố gắng confirm các player bên phía của Cerberus. Và đó là một cái nỗ lực khá tốt tới từ Agazo Peta khi mà đem về được cho mình đó là triple kill. Nhưng ngay lập tức anh chàng Nan phải để lại cái mạng của mình. Khi mà đó là cái thành viên bên phía của Sharper Sport bắn vào Tinoi PPT với một khẩu mini với ông nhắm cốp 8. Nhưng đang có những câu trả lời tới từ Agazo rồi. Đó là những tiếng pre-fire vào tới của player phía Q's confirm, nhưng bây giờ thời gian là không đủ. Kill confirm có thời gian để cứu nhau và họ sẽ quay trở lại với đội hình 4 người mà thôi. Thunder ở đâu đó đổi mạng của T-Day. Viacher có tình huống knock out được vị trí của Flucky. Như vậy thì Nat trước đó đã bị confirm rồi và sẽ chỉ là 1v3 thôi. Solozy tiếp tục bắn yếu đi một player nữa bên phía của đối phương. Nhưng sẽ cần phải reload lại cái băng đạn này đi. Đây rồi, 42 viên với những nỗ lực dành cho vị trí của Solozy. Những lửa cùng với những quả bom đã được dội ngược lên trên khu vực tầng 2. Quá trắng rồi, Solozy đang bị vô hiệu hóa và không có tầm nhìn, đối phương móc từ tuyến sau.
Và sau đó thì Solozy phải nằm lại cũng như là dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía của Cerberus Esports ở top thứ 12. Một nỗ lực rất đáng khen của Solozy, nhưng nhiều đó là chưa đủ để giúp cho Cerberus có thể gia tăng số lượng điểm của mình. Còn ở đây thì Purple Moon Thunder cũng đang rơi vào một hoàn cảnh tương tự, cũng đang là 1v2 ở đây, nhưng có Groza ở trên tay liệu có thể giúp sức gì đó hay không đây. Groza giảm thành và có cả Renault nhưng cũng sẽ chỉ là nobody được VN chơi trước khi mà phải nằm xuống về phía Rick mà thôi. Top thứ 11 dành cho Purple Moon, và lại là sao tranh tới TE và các thành viên bên phía Benzo Predator. Lý Giải là người đầu tiên phải nằm xuống, và đó là tiêu xây tới với Triple Seven. Đức Hiếu đổi một, sau đó thì Nan cũng đổi đi cái mạng của Đức Hiếu. Đây sẽ là pha áp sát của các player phía TE. Họ đang chơi cực kỳ khát máu 4-5-6. Xây đến từ vị trí của Tam Thất, và lần này thì đã tẩy cổng. Bên phía Angel Predator bốc hơi ở vị trí top 10, nhưng Dispendable chỉ còn lại vị trí của Levit mà thôi. Một cái trận đấu mà tôi đang phân vân và tự hỏi chính mình là chúng ta đang thi đấu ở San Hốc hay là thi đấu ở trên Miramar đây. Tốc độ bắn quá điên đến từ các player đi. 13 phút, 9 team, 30 người, những tình huống eco, những tình huống lao vào nhau, và có thể nó là chơi đầy máu lửa. Và tôi vẫn đang nhìn thấy những pha giao tranh được bắt đầu set up. Ở góc 9 giờ thì họ sẽ là bên phía của Sapper, Monkey và Q's Confirm. Góc 6 giờ thì team Blitz cũng đang đẩy lên. Còn ở phía bên tay phải, chúng ta sẽ có cuộc đụng độ giữa Theraton 5 và các thành viên bên phía của New Generation Esports. Các team đang chơi thật sự thoáng tay. Họ gần như coi giải thi đấu lần này để luyện tập những skill cá nhân vậy. Và đúng là khu vực góc 9 giờ là một vị trí mà họ ta có thể xảy ra giao tranh được, như những gì mà Caster Việt Anh có đề cập. Còn ở 6 giờ bây giờ team Blitz sẽ là khá an toàn và thoải mái. Nhưng đang là một tín hiệu muốn áp sát và dây Pedable vị trí của Levit. Và Tam Thất đang có những tình huống trả đàm. Đã áp sát thành công vực mặt nhà kho phía sau tới từ EA Arena rồi. Và để xem pha này thì Tam Thất cùng với người đội trưởng Levit sẽ xử lý ra sao đây. Có vẻ như là EA Arena họ muốn ốp vào và họ muốn chiến tiếp luôn. Rất điên rồ. Tôi nghĩ là những cái trận đấu mà các player chơi thoải mái và thoáng tay như thế này thì nó cũng là ổn để cho các bạn khán giả theo dõi ở giai đoạn cuối năm này, với những giải đấu tương đối chill và tốc độ nhanh, đúng cái sở thích của người Việt Nam chúng ta khi mà theo dõi PUBG với sự công hiến và máu lửa. Và các bạn cũng đừng quên là thời gian tới thì chúng ta sẽ có giải đấu Ao Làng All Star được tổ chức bởi PUBG Corp cùng với các caster hàng đầu của PUBG Việt Nam như là anh Độ Misi, Mimosa và caster Bomben. Một trong những cái chương trình cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà ở đây thì đang là giải đấu Leo Apex Showdown được tổ chức bởi VPT Studio và FPS Thái Lan. Một giải đấu có tổng giải thưởng cũng cực kỳ lớn để cho các bạn cùng theo dõi, cũng như là các player họ có thể giữ được tay, và các cái team ở dạng tổ chức chuyên nghiệp họ có môi trường thi đấu và luyện tập. Tổng giải thưởng của giải đấu này quy ra tiền Việt thì là hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Đúng vậy. Cũng chỉ là một cái giải thi đấu ngắn ngày thôi, nên cơ hội dành cho các đội tuyển và những player là rất nhiều. Và trước mình các bạn thì đang là các thành viên bên phía của Arena. Mặc dù họ ốp vào mặt sau ở căn nhà kho này thật, nhưng cái điều bất ngờ là Arena họ chỉ là một tình huống cộng sinh mà thôi. Thay vì việc là đẩy ngược vào phía trong căn nhà kho, nơi mà Tam Thất cùng với đó là người đội trưởng Levit đang đứng. Có lẽ là thời điểm hiện tại thì Arena đang chưa thể xác định ra được rằng là các thành viên bên phía của JPDable còn bao nhiêu người, nên họ chưa dám đưa ra một quyết định công. Còn ở khu vực căn nhà kho thì Tam Thất cùng với Levit vẫn đang xả súng với các đội tuyển khác để có thể khẳng định chủ quyền của mình. Arena họ vẫn đang cân nhắc diện tích ở thời điểm hiện tại mà Arena đang có được. Nó chưa thực sự là nhiều ở trong khu vực này, nhưng là đủ để cho bên phía Arena có thể sử dụng. Ở phía bên trong này thì bên phía của Dispendable với hai player vẫn đang là một dấu chấm hỏi đối với Arena. Họ chưa dám mạo hiểm. Còn chúng ta đang theo dõi với góc quay cameraman thì chúng ta mới biết được thôi. Còn các cái player, nếu như đặc biệt là một vị trí cao như Arena thì họ sẽ cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Bên phía hành lang cánh phải đây thì chúng ta đang có đó là Theraton 5. Vòng bo tiếp tục thu về vị trí của họ. Góc 6 giờ thì chúng ta có bên phía của New Generation Esports với Zigu Dian, và chúng ta có cả team Blitz nữa. Còn bên phía hành lang cánh trái thì các bạn hãy nhìn đi, rất nhiều những đội tuyển đang tập trung ở thời điểm hiện tại, và khả năng cao sẽ có cuộc đụng độ giữa Q's Confirm và Monkey. Như vậy là vị trí của Meteorites, anh ta đã knock out được Akita rồi, đấm mồm liên tục, và bây giờ thì khả năng cao là bên phía của Monkey và vị trí của MT cùng với Rain Kang ở đây khả năng sẽ set up để bắt nốt các thành viên bên phía của Origami chăng? Hoàn toàn có thể xảy ra.
À, bây giờ thì đang là một cái vòng bo lên 12 giờ. NGE vị trí của Zigu và Dayan đã di chuyển khá sớm để chiếm những vị trí rồi. Nhưng có lẽ họ sẽ không thể biết được rằng là Therotenfy đang ở phía sau đâu. Rosisted đang có một tiếng mò và không tạo ra bất cứ một footstep nào cả. Trong đó thì kill confirm đội tuyển ở phía ngoài khu vực vòng bo thì bị cambo bởi Origami. Ba người còn lại Rosisted bắt đầu nổ xuống về Zigu nằm rồi. Dayan tiếp tục bị móc máy. Và thêm một trái net nữa được trả ra. Dấu chấm hết dành cho New Generation Esports ở vị trí top 9 với những nỗ lực được ghi nhận của Dayan và vị trí của Diego. Và sau 18 phút thi đấu, chúng ta còn lại 27 player cùng với đó là 8 team. Quá khó dành cho New Generation Esports cũng như là Zigu và Dayan trong tình huống vừa rồi. Therotenfy họ di chuyển cực kỳ khéo. Ở đây thì chỉ còn lại 2 player bên phía Zispedable là các player đến từ Việt Nam mà thôi. Trong khi đó thì 5 đội tuyển trên tổng số 6 đội tuyển đến từ Việt Nam đã phải dừng lại một cách khá chóng vánh và cực kỳ nhanh ở trong trận thi đấu này. Nó nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng được khi mà bọn họ thi đấu ở map middle, thi đấu Mirama. Còn ở đây thì chúng ta đang có còn lại là 8 team với 27 player. Phút thi đấu thứ 18, thời gian còn lại dành cho các player vẫn là tương đối nhiều. Hơn 12 phút nữa. Vòng bo bây giờ mới chỉ là vòng bo thứ 4, chuẩn bị chập vào vòng bo thứ 5 mà thôi. Rosisted đang cố gắng bắt, anh ta bắt thành công vị trí của Six Sack. Đồ là còn lửa, còn nết. Bây giờ chỉ cần thả bỏ nhỏ ở đây thôi, khả năng cao là bên phía Sapper sẽ nhận được rất nhiều áp lực. Batopo và Rosisted có tình huống stagnate và knock out đi được vị trí của Poches, Putino, PPT và Maxonut. Sapper họ đã bị wild out hoàn toàn ở vị trí top 8. Đó là một tình huống thi đấu không hề có một vết xước nào đến từ bên phía Therotenfy. Rất đơn giản bằng những quả nết và họ lốc được vị trí của đối phương và đó là dấu chấm hết. Một tiếng giao tranh hoàn hảo tới Therotenfy và điều đó lý giải tại sao họ đang có top 1 trên bảng xếp hạng tổng với một khoảng cách vô cùng lớn được tạo ra. Và nếu cứ chơi như thế này thì rõ ràng là chức vô địch tại giải thi đấu Leo APAC Showdown lần này khả năng cao là sẽ thuộc về đại diện của Thái Lan thôi. Bây giờ thì vị trí của Levit đây rồi, vẫn là những tình huống thi đấu tay cực kỳ to tới từ Levit. Sissi no kill đã phải nằm. Nhưng vấn đề bây giờ là Zepenable có vẻ như không còn phương tiện để có thể di chuyển vào bo được nữa. Và những tiếng kê tâm ngược vào tới từ team Blitz đang là rất khó dành cho Levit. Vòng bo tiếp theo thì nó lại đang 50-50. Nhưng lợi thế sẽ nhiều hơn dành cho team Blitz. Cùng với những đội tuyển ở phía dưới của góc 6 giờ, còn 12 giờ một lần nữa đó đang Origami, họ đang cho thấy khả năng đọc bò tốt của mình. Levit trả đam vào, một chấm máu còn lại tới vị trí của Monty và liệu có thể kết thúc đây không? Đây, Levit vẫn đang còn những cái first air để có thể câu kéo thời gian ở phía ngoài khu vòng bò. Và bây giờ thì bên phía của Earena, Sizi Nokute đã được cứu. Họ sẽ có 3 player nhưng pha combat này đang bị kẹp bởi Scorpion và bên phía team Blitz. Vị trí của X ở đây anh ta tiếp tục bị đấm mồm. Jinjok đang là người di chuyển mở góc dành cho các player Earena. Pha này thì họ bắt buộc phải chơi rồi. Quả nết của Hickerman có tình huống knock out được CC. Và sau đó thì X cũng đã phải nằm bởi vị trí của Manti rồi. Liên tục là những tình huống trả đồ và stack nết đến từ các player phía team Blitz. Thậm chí họ còn scout luôn được cả bên phía của Kingscorpion. Nhưng Jinjok bắt được vị trí Hickerman. Anh ta đang áp sát, không tay đạn, 16 viên. Không đủ cho Jinjok trong tình huống vừa rồi. Không đủ để có thể gạt dò vị trí Hickerman luôn. Và bây giờ thì sẽ là tình huống mà team Viz sẽ tiếp tục phải giao tranh với Kingscorpion. Matty đang là người cố gắng cover và giữ nhịp. Trong khi đó Mitroy bên phía của QC, anh ta cũng đang bị táp khá đau. Team Blitz còn nguyên 4 người và họ đã có về cho mình được 5 kill. Những pha giao tranh tốc độ cao vẫn đang diễn ra. Viacher và vị trí Rick bắt được đôi người bên phía của QC. Vobi from the future họ đang đến đây. Và có vẻ như QC sẽ bị kẹp. Team Blitz bị knock out đi vị trí của Inside. Và Opal là người knock out được trong tình huống vừa rồi. Hikerman một lần nữa lại cứu người đồng đội của mình. Opal anh ta sẽ đẩy. Bây giờ thì Q confirm không còn gì để mất nữa rồi. Đúng theo nghĩa đèn. Khi mà Opal là player còn lại cuối cùng, anh ta cũng chỉ còn lại cho mình những quả plasma thôi. Knock được vị trí Hikerman. Phía bên trên còn lại 2 player bên phía team Blitz. Những lượng đồ ít ỏi của Opal bằng những quả flash có lẽ nó sẽ không giúp được nhiều. Trong tình huống 1v2 này, anh ta đang đẩy lên một khoảng cách và ở một vị trí khá trông. Đó là tất cả những gì mà Opal làm được khi mà knock out được vị trí của Inside. Và giờ thì đó đang là vị trí của Monty. Và bất ngờ đã xảy ra khi team Blitz chỉ còn lại có một thành viên duy nhất mà thôi. Là những quả nết cực kỳ chính xác tới The Bobby from the future. Đẩy lên vô cùng mạnh mẽ và confirm 9 điểm của Gurudem về dành cho Bobby. Họ đang bắn tan nát cái thành viên bên phía của team Blitz rồi.
giờ chỉ có lại một mình vậy chứ còn miêu ác mà tôi lên xe và bỏ đi, nhưng đó là một cú xây với theo khá chất lượng tới được Venture. Hai hit nữa thì Mira sẽ nằm. Chiếc xe đã bắt đầu bốc khói nhưng không đủ đam dành cho các thành viên bên phía của Vobi From The Future. Nhưng chúng ta có thể thấy đây đang là một tiếng thi đấu cực kỳ cục xúc tới từ Vobi, đại diện khu vực Indonesia. Vẫn tiếp tục là những turn đẩy. Họ chạy bộ và họ đang lùa đối phương luôn. Chạy không check luôn mà. Viên anh ta biết đối phương lên xe di chuyển, anh ta cắm đầu chạy thẳng. Không sợ là có bài tơ luôn. Ở đây thì Maki đang đứng trước cơ hội để kiếm về cho mình cái top 1 tiếp theo. Khi họ và bên phía của Titan Fire là hai team còn lại đầy đủ 4 player. Vobi thì còn 3 mà thôi. Và bây giờ thì bên phía Titan Fire họ sẽ phải đảo ngược chiều di chuyển của mình. Đang bị táp bởi Vobi. Và chắc chắn là cái góc bắn của Maki nếu như họ quyết đoán và họ di chuyển sớm thì có thể đè đầu các thành viên phía Titan Fire mà dã trong tờ đấu này. Nhưng Maki chia 2-2 ở một cái vị trí và phạm vi có thể nói là quá xa nhau. Hai player bên này mà tiêu thì hai ông bên kia gần như là khó để có thể cover được. Đúng vậy. 4v4v3, mọi thứ đều có thể xảy ra trong một vòng bò như thế này. Nhưng có lẽ lợi thế sẽ nhiều nhất là dành cho Terrorten Fire khi mà họ là team mà không phải giao tranh. Trong đó thì Origami cùng với Vobi From The Future sẽ phải tự triệt tiêu lẫn nhau ở góc 9 giờ này. Và thậm chí còn đang là một cái team chia 2-2 tới từ Origami nữa cơ. Liệu nó có phải là hợp lý không? Không, chắc lên xe và xuống đi. Đó là các player bên phía Monkey. Ở đây thì vị trí của Ren đã bị knock out rồi. Amti là người có tình huống knock out được vị trí của Akita. Như vậy là bên phía Monkey bị knock 2 player. Đây là một đội tuyển đến từ nước Úc. Một đại diện đến từ Úc, một đại diện đến từ Indo và một đại diện đến từ Thái Lan. Titan Fire họ vẫn đang thể hiện tốt với màn thi đấu ở trong trận thiếu này. Họ đã kiếm về được ít nhất ở thời điểm hiện tại là 9 kill. Đầy đủ 4 player. Origami hay còn gọi là Monkey ở đây thì vị trí của Rain đã bị knock out, còn lại MT và Kang mà thôi. Hai player của Monkey ở thời điểm hiện tại xong rồi. Tôi nghĩ là khó để có thể di chuyển tiếp với cái khoảng cách quá xa nhau như thế này, và họ gần như là không có bất kỳ một sự liên lạc nào cả. Quá mạo hiểm khi chia 2-2. Và sai lầm đang phải trả giá khá đắt dành cho các thành viên bên phía của Origami. Nếu xích tật còn phần chỉ có Terek, nhưng Suya vừa rồi phải nằm xuống và đó là câu trả lời tới từ Kang, nhưng cũng sẽ chỉ là đổi một mà thôi. Bây giờ thì MTT đang cố gắng đẩy ra để chiến hạ đi vị trí của đối phương nhưng không được. Cực kỳ đáng tiếc dành cho một nỗ lực tới từ Origami. Và giờ thì đang là vị trí của Patompong. Nhưng tình huống đã là 3v1 rồi, gần như không còn bất cứ một cái cơ hội nào dành cho player tới từ Vobi From The Future nữa. Họ đang rơi vào một hoàn cảnh tương tự giống như ở Matthew Irangel trước đó. Rồi, sau đó thì Pat Rong Thong với một khẩu ốp đã lạnh.